you mm -hmm. xin chào 200 anh em đã quay trở lại với kênh của Mạnh hùng barber styling hôm nay hùng sẽ lên cho anh em một con uh, uh, cắt uốn và ép sai uh, quả đầu uh, sai bát vút rủ hôm nay quả này có cái điều nó hơi đặc biệt một chút xíu đó chính là cái quả tóc của bạn này nó rất là dài và cái nhược điểm của bạn này nó khá là nhiều bởi vì là cái chán của bạn này là chán chữ M đó chán chữ mờ và hai bên uh, tóc khá là rậm khá là là, là 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 nan giải quả này nhưng mà vẫn phẫu thuật thành công nha anh em anh em đợi đến cuối clip rồi uh, mình xem kết quả giúp uh, giúp mình nha thì uh, để mà làm phẫu thuật được quả này thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải kẹp và uh, kẹp sai kẹp sủng lên Đấy, chia đều các thứ và sấy phần sai thành như như mình vừa nãy làm ấy và bước tiếp theo là chúng ta sẽ xử lý quả uh, phần sai xung quanh này thì để mà xử lý được cái xung quanh này thì tốt nhất là anh em lên uh, kê lược và cắt kéo giúp mình cho nó an toàn anh em nhé bởi vì này, cái tóc của bạn này ấy, nó khá là khô và sơ bởi vì bạn ấy nhuộm uh, kiểu như thuốc nhuộm mua trên shopee ấy ui dồi ôi nó, nó sơ vãi cả sơ luôn thế nên là mình đã tư vấn cho bạn ấy là là cắt nó bớt đi cắt thật là nhiều đi để cho nó nó mọc lại kích thích này mọc lại tóc con một chút này và kích thích lại mọc lại cái tóc mới ấy để mà nó nó nó, nó bớt sơ đi và tư vấn ép sai bởi vì là tóc của bạn này nếu mình cắt ngắn hai bên sai đi thì nó bung xù vãi cả trường luôn đó và đối với cái quả đầu mà nó sơ như thế này thì à, lát nữa đến cái quá trình uốn thì mình cũng sẽ 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 nói qua cũng như là hướng dẫn qua cho anh em cách pha tóc uốn làm sao để mà phù hợp với cái quả tóc sơ này nhé anh em nhá thì đầu tiên là mình cứ xử lý cái phần xung quanh này trước, Đấy. muốn ép sai được ấy, thì anh em ta phải cắt nó bớt đi, đừng để cả cụm thế mà ép nhá. Nếu như mà à, tóc của khách hàng ấy, mà mà người ta nó quá dày, quá dày hai bên sai, thì mình mà người ta không muốn cắt ngắn đi ấy, thì anh em nên lấy cái kéo tỉa, anh em sụp vài sụp cho nó thưa bớt đi nhá anh em nhá. đó. Sau khi mà mình cắt được cái phần sai như thế này rồi thì mình sẽ dùng cái con chấn viền đó. Con chấn viền này để mà làm gì ạ? Để 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 thứ nhất là tạo cái phần thô, tạo cái phần thô đường khuôn mai khuôn gái cho nó nhìn cho nó đẹp một chút xíu, đó. Và cái mục đích thứ hai của nó là để đỡ tốn thuốc anh em nhá. <laughs> Nói chung là làm thợ tóc này thì chả đáng được bao nhiêu đồng đâu nên là cứ đỡ được tí nào thì hay tí đấy anh em nhá. Đấy, đỡ được tí nào hay tí đấy loại bỏ được tí tóc nào thì hai tóc đấy bởi vì thuốc nó dính vào là, là 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 vô hình mô hình chung là nó cũng sẽ nó gây ra tình trạng gọi là tốn thuốc đúng không đấy, mình cứ cắt đi cái nào cắt đi được thì cứ cắt đi nhá anh em nhá đó cứ cắt bớt nó đi để là thứ nhất là, là đỡ tốn thuốc cái thứ hai là nhìn cho nó gọn gàng tránh trường hợp mà tí nữa anh em sẽ trải uh, cái thuốc ép sai nó dính hết vào tai với lại cái phần là xung quanh khuôn mặt của khách ví dụ như khách này mà có mụn đấy đấy nên là trải cho nó cẩn thận rồi nhá trải cái thứ absai cẩn thận và tỉ mỉ và có tâm vào một chút thì nó sạch sẽ vừa sạch sẽ vừa đảm ạ vừa vừa an toàn cho khách anh em nhá cứ động đến hóa chất là tốt nhất là cứ nên làm an toàn một chút đó làm có tâm một tí để động đến hóa chất là rất nguy hiểm đây này cái gáy này cái gáy thì anh em nếu như mà gáy của khách hàng nếu mà người ta nó có quá dày ấy thì anh em sẽ dùng cái kéo tỉa và tỉa thật nhiều đi cho mình tỉa vớt đi tỉa vớt đi đó cái gáy này mà không chơi cả một nửa cân thuốc vào đây chắc mới vừa nữa. nếu như mà anh em nào mà không 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 tỉa đi thì cả cân thuốc vào đấy chắc chưa đủ đâu đó. phải tỉa bớt nó đi tỉa bớt nó đi đó, xong đến phần ép sai thì ép sai mình cứ bôi đều lên thôi, bôi đều lên. Ép sai thì khá là đơn giản rồi, bởi vì là nó như kiểu là trải thuốc nhuộm ấy, anh em anh em nào mà yếu ấy thì cứ trải nhiều vào, trải nhiều vào nâng cao cái kỹ năng trải thuốc nhuộm lên nữa, thế là xong. Đấy, một công đôi việc mình cứ tập trải này, nếu như mà anh em nào mà chưa biết trải thì lấy cái chai dầu hấp ấy, đấy hoặc là cái dầu hấp axit mấy chục nghìn ấy anh em mua về xong anh em uh, lấy đầu canh ra anh em tập nhá tránh trường hợp là mình chưa biết gì mà mình phẹt luôn trên đầu khách hoặc là tự phẹt lên là chết giả đấy nhiều khi không biết phẹt là cứ chỗ nọ sọ vào chỗ kia xong rồi loang hết các da nó loang hết ra đâm ra là nó rất là khó cái hệ lụy của nó rất là lớn thí dụ các ông các ông có thể là tự bôi được cái lúc ban đầu thì có thể là cảm giác nó xẹp được nhưng đúng, đúng không ạ nhưng mà sau này cái hệ lụy của nó rất là cao thí dụ các ông muốn nhuộm nhuộm màu thời trang thí dụ tẩy tóc chẳng hạn mà tẩy tóc mà nó dính vào những cái phần chân mà nó 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 ép xài ấy, nó rất là mệt đấy thí dụ kẹp mà nó đàng hoàng chả sao kẹp mà không cẩn thận đấy thí dụ nó, nó 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 loang hết chỗ này đến chỗ kia đâm ra nút nhuộm rất là khó <laughs> thế nên mình phải bảo là <laughs> Thế nên mình mới bảo là, là là anh em phải chia cho nó rõ ra, rõ cái phần sai và phần tốt ra. thí dụ như sau này mình muốn tẩy phần tốt thì nó vẫn còn cái phần sai, nó vẫn chia rõ ràng ra thì nó dễ đúng không ạ? Tẩy tóc nó vẫn là dễ. tránh trường hợp mà cứ bôi linh tá linh tinh ra là đâm ra sau này rất khổ thợ anh em nhé. mình gặp nhiều trường hợp như vậy rồi mệt lắm, đâm ra là không tẩy tóc nổi đâu. tẩy thì gãy hết chân ngay nhá. Tiếp theo mình cắt tốp này Cắt tốp thì anh em cứ cắt như bình thường thôi Cắt tốp thì cắt như bình thường thôi Đầu tiên là là là, là cắt xung quanh cái đường khuôn viền Làm sao cho nó định hình Đấy, định hình cái độ dài <cười> Mình <cười> mình muốn cái độ dài tầm nào Thì mình định hình cái, cái độ dài tầm đó cho nó phù hợp Đó và cái lời khuyên là tránh cái góc không độ nhá tránh cái góc không độ bởi vì là cái tóc này nó 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 vẫn còn ẩm và tóc nó khô ấy thường thì nó sẽ hút ẩm và cái độ nặng của nó rất là cao nên là tránh cắt ở cái góc không độ với góc không độ nhiều khi nó nặng xong rồi tí nữa mình sấy sấy nó bông lên đâm ra là nó bị thò bị thụt đấy nhá anh em nhá và tỉa cũng như thế này lúc mà cắt mình dâng thế nào thì lúc tỉa mình sẽ tỉa như thế nhá khá là đơn giản thôi chả có gì là là phức tạp lắm đâu Đợt này cũng là rất là lâu rồi Mình mới lại ra một cái clip Bởi vì đợt này mình đang tập trung toàn tâm toàn lực vào Để mình uh, sản xuất Những cái video trong cái khóa học online của mình Đó khóa học online Qua, vi, qua video anh em nhé Thì sắp tới là Mình sẽ có cái khóa học đấy Và mình đã hoàn thành được 80% rồi Anh em nhé chỉ còn mấy cái video hướng dẫn về các cái góc chụp ảnh này và một vài video về nhuộm thôi Còn uh, uốn với lại uh, cắt là đầy đủ rồi, uh, gần như là full hết rồi thì cái bộ video này của mình nó khá là dài Nó gồm uh, hai mấy ba mươi video cơ, rất là nhiều Nên là nó hầu như là nó bao quát tất Những cái gì mà anh em thiếu sót Ví dụ như mà sau cái khóa đấy Anh em có muốn bổ túc gì thì cứ qua trực tiếp gặp mạnh hùng đó nếu như ở trên hà nội thì qua trực tiếp gặp mạnh hùng một hai buổi còn nếu như anh em nào ở xa thì, thì có thể là 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 bổ túc học lại tầm một tuần hoặc là gì đó năm bảy buổi tập đấy nhé <laughs> còn về cái sản phẩm ép với lại thuốc uống này thì mạnh hùng vẫn cứ như nhận cái lời tư vấn cho anh em thông qua comment ở trong dưới bình luận video video này của mình nhé và cái phần số điện thoại trên màn hình của mình đó chính là cái số zalo của mình đấy thì anh em muốn hỏi gì tư vấn gì thì hãy liên hệ đến số zalo cũng như là comment xuống dưới cái bình luận ở trong cái video này giúp mình nhá một cái kỹ thuật mới của người Hàn Quốc mà mình học được Nói chung là cái kỹ thuật này nó rất là lâu đối với người Hàn Quốc rồi Còn đối với người Việt Nam ấy thì là, là mới thôi Đấy, thế nên là anh em cứ phải học hỏi nhiều vào Và nhất là những cái kênh tiktok của Hàn Quốc ấy Đấy, người ta chia sẻ rất nhiều À mà thực ra là chia sẻ cũng chẳng ai chia sẻ đâu Nhưng có những cái khoảnh khắc ấy người ta quay nên nó nó Người, người ta hoàn thành tác phẩm ấy thì có thể là mình à, nhìn vào những cái khoảnh khắc đấy mình có thể hình dung được là người ta làm cách như nào nhé anh em nhá đó xong rồi mình học theo thế thôi đơn giản thế thôi và trong cái quá trình mà mình uốn những cái tóc mà nó yếu như thế này ấy, tóc thứ nhất là ép sai và uốn cái tóc yếu như thế này ấy, thì anh em nên nhớ là cái nồng à, mình phải điều chỉnh cái nồng độ ph trong cái à, thuốc ép sai cũng như là thuốc uốn này làm làm nó nó giảm xuống nhá và anh em pha thêm một chút dầu hấp nha Ví dụ như là cái tóc mà nó yếu như thế này ấy Mà anh em có thể sờ và cảm nhận được bằng tay ấy Mà nó yếu ấy Thì anh em phải làm gì ạ? Phải pha với dầu hấp nhá Phải pha với dầu hấp tỷ lệ bao nhiêu thì tùy theo cái độ hư tổn của tóc Ví dụ tóc hư tổn ở cái mức độ tầm uh, trung bình ấy Thì anh em cứ pha giúp mình tầm uh, 3 hấp và 7 uh, thuốc uống nhá Còn nếu mà thí dụ tóc tẩy một lần ấy thì cứ 4 thuốc uống và 6 giờ hấp nhớ chưa đấy pha nhiều vào và cho loãng cho nước một cho một chút nước vào pha loãng loãng ra đừng có 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 ý, ý, tóc nó yếu rồi xong rồi cứ cú đấm ăn xôi mẹ Ê, cứ bôi cả đống thuốc uống lên hoặc là thuốc ép sai lên đầu người ta sử dụng hết đấy nhá đấy, để ý giúp mình để ý giúp mình Mọi tư vấn thắc mắc về kỹ thuật uốn cũng như là 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 sản phẩm uốn uống sai cứ liên hệ trên cái số Zalo ở trên màn hình nha. Bình thường mình sẽ rất ít comment bởi vì là mình rất là bận, đợt này mình rất là bận vừa học viên vừa quay video khóa học nên là mình rất ít trả lời cái comment của anh em ở trên video này thế nên là mong anh em thông cảm. Đó, mong anh em thông cảm hết sức thông cảm nha Thấy còn uốn cái kỹ thuật uốn thì nó cũng khá là đơn giản thôi bởi vì là anh em cứ nhìn những cái thao tác của mình là là nào là, là mình tin là anh em sẽ làm được nếu như mà nó nhanh quá ở đây là mình để tốc độ bình thường đấy mình không tờ gì hết đâu thì nếu như mà nó nhanh quá thì anh em có thể là điều chỉnh cái tốc độ trong cái phần tùy chọn của YouTube ấy. đó anh em điều chỉnh và tua nó chậm lại đua nó chậm lại xong rồi mình nhìn thôi như nhìn thôi thì không làm được đâu anh em nhá mà phải làm theo quan trọng là anh em phải làm theo về nhà anh em nhìn nhìn rồi học rồi đúng không và hiểu được cái quy trình làm việc của mình rồi thì anh em phải làm gì ạ phải thực hành và tập tập đến khi nào nó quen thì thôi tập đến khi nào làm được thì thôi đấy mình phải làm như thế thì 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 nó mới nó mới ra kết quả tốt được anh em nhé cố gắng lên mỗi ngày một tí sắp vụ mùa rồi cứ cố gắng mỗi mỗi ngày một tí đấy làm nhiều nó ắt quen tay thôi có gì đâu tại uốn thì nó cứ thế thôi đấy đơn giản quá đơn giản luôn và anh em nên nên nhớ là lúc mình uốn như thế nào, à quên mình lúc mình cắt ấy, lúc mình cắt như thế nào thì lúc uốn mình sẽ làm như vậy nhá. Thí dụ trong cái tư duy của mình cái đầu trong cái bộ não của mình nó hình thành là 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 mình cắt cái phần nào, phần nào nó dài độ nào, độ dài tầm nào thì mình sẽ lúc mình uốn ấy, lúc mình uốn ấy nó sẽ set up ở cái vị trí đấy nhá tránh trường hợp cắt thì rõ là dài xong rồi uốn thì dùng cái lô bé tí ra thì đâm ra nó xoăn tít là đúng rồi tránh làm sao được đấy thế nên là cái tư duy về nút cắt ấy và cái nút uốn ấy nó phải ăn khớp với nhau chứ đừng để nó bị lệch nhá nó bị lệch là dở hơi đấy Đó, anh em nhìn thấy cái tóc này nó rất là yếu không tóc này nó rất là yếu cực kỳ yếu luôn và nhớ là nếu như mà anh em nào mà có tâm nữa ấy, thì mình nên hấp dầu cho khách một lần trước khi làm nhá còn không ấy nếu như mà không ấy thì mình phải pha pha cái dầu hấp cộng với lại à, cái à, thuốc uốn ấy xong bắt đầu mình mới tra nhá không được chơi hạt đập ăn quan kiểu như là là dùng thuốc uốn luôn đâu nhá dùng thụ uốn luôn rất là hại đấy hỏng hết tóc đấy ok đấy uốn thế thôi xong rồi và đây này kết quả nhé anh em nhá kết quả này đấy, sau khi mà 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 dập định hình cũng như là đợi nó uốn xong thì nó sẽ có cái kết quả như thế này sau video này mình sẽ làm một video để hướng dẫn cho anh em cách dập làm sao hiệu quả nhé ok cảm ơn tất cả anh em